mát nhá. Cho cháu mát nhá. Ừ, quả cho con mát một tí nhá. Đưa quá ạ nè. Ừ. Quả cho con mát tí nhá. Nóng lắm không? Đâu, ngồi yên nhá. Sao lại nằm xuống thế này? Giảm đấy con ạ, nào ngồi nào, con mẹ hộ nào. Ngồi yên nhá. Ngồi yên nhá, mẹ con hộ đó nhá. Đâu mẹ xem nào mẹ xem. Cho vào mồm bẩn hết rồi này. Bẩn vào cả mồm đi này. Quạt cho mát nhé. Quạt mát đây, con bên này.
chăm à. Ôi, để rồi nhỉ. Nó quá. Đâu mày thế nào? Để thôi. Nào. Để làm việc nhá. Rồi, mẹ thắp xong rồi, đợi mẹ tí nhá. Đi rồi.
Tí nữa mang ngã đơn để bàn nhà con. Chủ nhà ra đến chợ. Thank you.